À chào anh em đang uh, xem miền Tây Sola ha. À bữa nay là sáng ngày uh, thứ hai, à, hình như là ngày 22 anh em. À 22 tháng um, à, tháng 9 hay 2024 thì uh, rất là hân hoan, rất là phấn khởi uh, gặp anh em vào một cái buổi sáng mới 7 giờ sáng mà trời nắng như thế này. À, nói chung là ở chỗ mình uh, mấy ngày hôm uh, cả tuần qua rồi trời mưa bão không à. Nản quá anh em ơi. Đó thì uh, ngày hôm qua em uh, đi uh, lắp pin ở cái bè À, ở nhà có một cái chuyến xe của công ty nó mang pin xuống cho em em không có nhận pin được và mấy anh em ở trong gia đình à, giúp đỡ à, đem pin vào thì à, nó giao cho em à, 4 kiện à, 4 kiện pin xanh à, mọi người thì em lấy pin này á, là theo nhu cầu của anh em ở miền Tây Sola yêu cầu ha à, nhu cầu của anh em hỏi mình cái yêu cầu lấy thì bên em lấy gì anh em nhớ ủng hộ em nha thì à, nó xuống 4 kiện nguyên pallet đi một chiếc xe tải Ừ, nhưng mà cái công trình mình làm chưa xong xe tải nó không có lùi vô được với lại mình cũng chưa có xe nâng cho nên mấy anh em uh, xé lẻ ra à, xé ra đem vào từ tấm từ tấm một thì um, đây nè nguyên ba nha anh em giấy tờ nè à, ngày hôm qua mưa bão cho nên mấy anh em trong nhà mình làm trong lúc mưa luôn mọi người nè anh em thấy không giấy tờ sau khi mà xé ba ra nè đây nè đóng nè đằng kia đóng nữa Đó đằng kia đóng giấy nữa kìa chữ v xanh nha mọi người nè v xuân nè đó anh em thấy không đó. thì um, um, nói chung là làm lúc mưa bão cho nên ba cái giấy này anh em nhìn nó hơi bị mắc mưa ha đây ba của nó nè ba của nó nè anh em đó. em mới xé ba ra nha đây ba với đằng kia dựng mấy ba lét nè lót ba nè cũng là ba của nó mới xé ra đó thì uh, bên vsu này á đây mấy anh em dựng đây nè nói chung là có chỗ nào dựng là cứ dựng thôi tại vì um, bữa nay thợ sắt nó làm cái khung viên này nè mọi người À, sau khi nó làm xong thì em sẽ bố trí pin của em để ở những cái nơi uh, nó kính nước một tí với lại um, uh, nó đẹp một tí ha. nó có ngay hàng thẳng lối. Còn bây giờ thì thợ đang làm cho nên pin giờ cứ cứ để tạm đây. Anh em thấy để lung tung vậy chứ đừng có lo cái vấn đề mà mà bị trầy xước ha, tại vì mấy anh em nhà em là mấy ảnh là chuyên chuyên nghiệp về pin cho nên mấy ảnh um, rất là 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 ok cái mảng mà mà trầy xước mấy ảnh nói chung là chỗ nào mà nguy hiểm là mấy ảnh lót hết à, chỗ nào mà pin mà để mà gặp uh, cái vị trí mà không tốt là mấy ảnh uh, lấy uh, giấy lấy mốt mấy ảnh lót hết thì uh, thôi bây giờ mình sơ lược lại về tấm pin đi này nó bị mắc mưa nè mấy ảnh vận chuyển vô trong mưa luôn nha tấm pin thì mưa nắng không sợ đâu mọi người tại vì mua về ta cũng để ngoài mưa mà nắng mà cho nên là mưa nắng không sợ nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó có hơi lắm tấm mưa thì cũng không đẹp lắm ha phải nó còn nguyên ballet thì quay video nó đẹp hơn thì đây là tấm V xuân nha mọi người V xanh V xanh à, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à, 10 Công nghệ 10 BB nha à, Chiều dài thì nó là một thước 9 Chiều ngang là một thước 1 1 mét 13 Thì à, cái tấm V xanh này Cái kích thước nó, nó nó hoàn toàn Nó hoàn toàn giống y chang tấm AE luôn nha à, Nó hoàn toàn y chang AE Không có gì khác luôn à, Một thước 9 nhân cho 1 mét 13 à, Công nghệ 10 BB và đặc biệt là nó là hàng hai kính nha Thì những anh em nào mà đang yêu thích Và trước giờ mê hai kính Thì chúng ta có thể um, Chọn qua V xanh Long ghi thì bên em vẫn còn bán bình thường ha Vẫn còn Vậy là em có hai dòng hai kính là V xanh và long ghi V xanh này là 450W ha Còn long ghi á, là 445 hoặc là 450 Thì em sẽ kéo 450 long ghi về Trong một hai ngày tới Em chờ làm xong này nè làm xong cái công trình này em lấy lông ghi về à, cho nó có chỗ chất cho nó đẹp bữa nay thì thợ sắt tới làm rồi rồi à, ngày mai thợ lót nó lót nó lót xong rồi nó lót luôn mấy chỗ kia rồi em sẽ chất đàng hoàng bây giờ à, nó chưa có lót cho nên em chất nhiều quá mai mốt em dời đi mệt lắm mọi người giờ cho người ta lót á cho nên em lấy hạn chế thôi lấy ít thôi à, mình lấy đủ để bán cho anh em yêu cầu mấy anh em bữa giờ yêu cầu ve xanh nhiều lắm nè bữa nay mình đem ve xanh rồi đó anh em ủng hộ mình nha mình bán có 1 triệu bảy tấm thôi mà đặc biệt á anh em mua khoảng năm sáu tấm trở lên đi em bao ship cho nha năm sáu tấm trở lên bao ship cho miền đông miền tây sài gòn nha miền đông miền tây sài gòn năm sáu tấm trở lên bao ship chứ còn ít quá bao ship không nổi anh em ơi à, tại vì em lãi cái này lãi ít lắm anh em yêu cầu thì em kéo về chứ không có lãi nhiều đâu với lại em nói với anh em luôn á, là pin bên, bên em á, là tất cả em bán đều là pin loại a hết nha anh em đừng có coi ở đâu đó mà v xanh này triệu tư triệu rưỡi tấm rồi anh em nói ủa người ta bán có 1 triệu tư tháng này nó bán tới 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 1 triệu bảy đó thì nếu mà em kéo pin loại a loại b về á nếu mà thực sự bên em mà kéo pin loại b về á là cái tấm vi xanh này em bán cho anh em một triệu ba thôi đó loại b nha là một triệu ba thôi rất là rẻ luôn nha nhưng mà em nói không với loại b lý do là tại vì em lăn lộn xương máu cũng nhiều mà cái tấm pin loại b nó không có thuyết phục được em ha em nói thẳng với anh em như vậy em đã đã tới nhà máy em ngồi em rờ tấm pin loại b nguyên một pallet em bắt nó bung ra Bùng hết led ra cho em coi pin loại B từng tấm một thì cái tấm pin loại B em nó không thuyết phục được em đó là không thuyết phục về bề bề ngoài nha bề ngoài á chứ còn mà cái vấn đề mà hiệu suất là em chưa nói đó hiệu suất nhiều khi nó cũng làm cho em thất vọng nữa đó cho nên là loại B em không lấy em chỉ lấy loại A thôi Pin loại A thì hiệu sức đảm bảo và chất lượng đảm bảo bề cái, cái gia công nó đảm bảo nó mắc hơn có nhiều đâu mọi người anh em mua một chục tấm thì loại B loại A cách nhau khoảng 3 triệu thôi không chục tấm á đấy nó không có bao nhiêu đâu anh em, ráng đầu tư thêm mà, mà trên nóc nhà của chúng ta có được pin loại A, chúng ta xài cực kỳ an tâm nha. Đó mình khuyên anh em một lời khuyên như vậy. Thì nói vậy có nhiều người người ta nói ừ ờ, ta ít tiền người ta xài loại B. Ráng ráng anh em. Thí dụ như giờ mình mua pin loại B mua 5 tấm, giờ mình mua loại A mua 3 tấm thôi. Sau này có tiền mua thêm ha, mua thêm. Đó, không, đó mình tính sai rồi. Nếu là pin loại B anh em mua 5 tấm thì pin loại A anh em mua được 4 tấm chứ. Được 4 tấm, đó cùng giá tiền đó. Tại vì nó cách nhau có 3-400 ngàn tấm thôi Mà pin loại B nhìn thấy nản lắm anh em ơi Đó chưa có nói tới mà cái hiệu suất nữa nha Đó, Chưa nói tới hiệu suất Em là chỉ bán pin loại A thôi Và bán pin mới hết Nguyên pallet hết Anh em mới bung pallet ngày hôm qua anh em thấy không Làm trong mưa Làm trong mưa luôn nha Đó, Đây là mặt trước của pin nãy giờ anh em thấy rồi phải không Mặt trước của pin chiều dài 1m9 Chiều ngang 1m13 nha Bây giờ em quay cho anh em coi mặt sau Cái tấm vệ xanh này mặt sau nó làm như miếng gương vậy mọi người chứ không phải đục đục giống như là của hoàng long di nè anh em thấy nó như cái miếng gương vậy và nó láng cực kỳ nha đây nè cái miếng gương này nó láng cực kỳ luôn đấy nhìn thì nó cũng nói chung là đẳng cấp đó anh em cộng dây này cũng khá dài nha dây này em nghĩ là chắc cũng khoảng bốn năm tấc á bốn năm tấc nói chung là hàng này là việt nam liên danh với nhật ở trước đây em có nghiên cứu nhà máy vệ xanh này rồi đặt ở việt nam ở nhưng mà đây là hàng việt nam liên danh với nhật nha đôi khi nó có ma china đó mọi người đó nói chung nhà máy bây giờ nó sản xuất tùm lum chỗ Việt Nam Trung Quốc cái này sản xuất ở đâu em coi nè ở này ở Việt Nam nha anh em Mai Việt Nam nha em đọc cấu hình cho mọi người nghe nha ở nó hở mạch 42V vô mạch nó còn 35V à, Ampe là 12,6 cho tới 13,5 đó anh em nhớ mấy thông số đó ha 42V 35V và 13,5 với lại 12,6 Ampe đây này là hàng Maje Việt Nam nha anh em. Thì nhà máy vi sinh này đặt ở Việt Nam, nó là hàng liên danh giữa Việt Nam và Nhật nha. Đấy, còn mấy cái chữ này có mã dạch này quét nè Rồi vi sinh anh em chữ vi sinh ha. Thì cái vi này đối với em không có xa lạ gì trơn mọi người. Em không xa lạ với dòng pin này. Tại trước đây em bán vi rất là nhiều. Một thời gian em bán rất là nhiều và em ngưng lại. Thì bữa nay em tiếp tục bán lý do là tại vì anh em yêu cầu. Giống như pin Longzy vậy, anh em yêu cầu mình đem về bán là mình đem về chứ mình đang thiết tha cái dòng AE hơn đây AE của bên mình mình rất là thiết tha AE đây mình nói thật với anh em là mình rất là thiết tha bên AE luôn nè dòng AE bên mình bán mình nói chung là mình rất là thích AE mình muốn bán AE nhưng mà anh em yêu cầu long Di em đem long Di anh em yêu cầu pin Pin sáp thì không phải anh em yêu cầu mà là pin sáp á là mình đem một dòng chất lượng về đang cho phục vụ một số một số chú có nhiều chú chú muốn bu biên chất lượng thì mình đem pin sáp chất lượng về đó để uh, cho mấy chú có thể lựa chọn. bữa nay mình đem V xanh là mình đem theo yêu cầu của mọi người nha. Anh em cứ gọi điện thoại ờ anh thắng có V xanh không, anh thắng có V xanh không. Là mình bực mình quá trời luôn, mình kêu nó chở xuống luôn ha. Nói chung là mình quen biết khoảng năm nhà phân phối thì năm nhà phân phối đó bán cái pin gì cũng có hết á. Chỉ còn có cái, cái vấn đề điều giá nữa thôi. Bây giờ em điều, ví dụ như em lấy một pallet thì giá khác, em lấy bốn pallet giá khác, em lấy 10 pallet giá khác. Em lấy càng nhiều pallet thì pin nó càng rẻ và pin càng rẻ em bán cho mọi người càng rẻ nha đây là mặt sau của nó anh em một miếng gương một miếng gương láng cực kỳ láng còn mặt trước thì như những loại pin khác thôi mặt trước thì cũng giống như pin sáp pin long pin ae vậy thôi đó đặc biệt là pin cái v xanh này nó hai kính nó hai kính cho nên là sao anh em nó nặng ha cái tấm này nặng 27 28 kg gì đó mọi người. Nó giống ai ha nhưng mà AE nặng có 22 kg à. Còn nó là tới 27 28 kg là đó tại vì nó hai kính anh em nói chung là hàng hai kính luôn luôn nặng tại vì hai miếng kiến là nặng ha đó thì anh em nào lấy thì liên hệ em nha liên hệ em đi em um, sẽ chở cho mọi người ha đó một triệu bảy nếu anh em mua nhiều em bao sức luôn cái này là cái chiều dày này chắc ba phân rưỡi rồi dày này là dày ba phân rưỡi ha cái dày ba phân rưỡi còn cái thằng cái thằng ae ở mấy cái lô này là dày ba phân thôi nè đúng rồi ae là ở mấy cái lô này dày ba phân nè cái thằng này là cái thằng lonji nè lonji dày ba phân rưỡi nè anh em Long G này là ba phân rưỡi nè Thằng AE là ba phân nè Còn thằng Sáp là ba phần rưỡi luôn Thằng Sáp là ba phân rưỡi luôn nè Thằng V xanh này là ba phần rưỡi luôn anh em ba phân rưỡi luôn Đó Cái độ dày nó dày hơn AE một chút Đấy Rồi anh em nào mà lấy nhiều Lấy 5 tấm trở lên 6 tấm lên em bao ship nha Ồ, Có một triệu 7 tấm thôi anh em Rất là rẻ luôn Nói chung là em Với những nhà phân phối này không có xa lạ vì nhau hết trơn Cho nên em hú một cái là người ta để em cái giá khá tốt À, với lại cái kênh của em nó đang gọi là rất là được lòng khán giả những nhà phân phối mà người ta thấy những cái kênh được lòng khán giả là người ta người ta hỗ trợ lắm anh em ơi hỗ trợ giá tốt để bán còn liên kết lâu dài với nhau ha thì thôi mọi người lấy thì liên hệ em nha pin này mới bung ballet hết luôn nha anh em nè giấy nè giấy ballet nè ngày hôm qua á, lại không có nhà để quay video không có nhà để quay video uh, cái cái nguyên ballet đó à, tại vì em đi lắp ở dưới cái bè đó thì uh, ngày thứ ba này em đi lắp với cần thơ nha thứ ba này em đi cần thơ và trong những thời thời gian em rảnh em sẽ chở pin cho anh em ha ngày qua có chú hồng ngự đăng ký rồi đó em sắp có chuyến đi hồng ngự đi nha mọi người à, em nhắn nhắc lại ha em sắp có chuyến đi hồng ngự rồi đấy mọi người có có nhu cầu thì liên hệ em để em chở luôn cho mọi người chung luôn ha đó thì uh, chắc em làm video khác em nói về vấn đề đó nha rồi xin chào anh em nha pin v xanh bốn năm đó giá cả thì một triệu bảy anh em mua nhiều đi em bao ship cho còn mua khoảng hai ba tấm năm tấm trở lại thì anh em ráng phụ em khoảng bốn năm trăm ngàn tiền ship nha để em chở đổ dầu chạy giống như chân á mọi người đổ dầu chạy nha thì cái vấn đề mà em chở cho mọi người là anh em đi an tâm đi nó, nó an toàn cực kỳ em chở là cái pin này nè nó không có bao giờ bị trầy xước luôn đó, còn giao cho bưu điện hoặc là giao cho bên uh, bên bên uh, mà, mà chành thì em cũng khá là không an tâm tại vì người ta không có bao giờ mà nhẹ tay bằng mình đâu anh em đó còn chính em chở chính em chất lên xe là 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 nó an tâm cực kỳ ha rồi xin chào anh em nha sáng nay có video ngắn giới thiệu pin ve xanh cho anh em mặt sau của nó nè đẹp ghê không pin giờ nó làm đẹp thì sợ mà giá rẻ thì ghê ha đó, mặt trước thì như anh em thấy là quay mặt trước lần nữa nha em có bốn ba thôi mọi người không có nhiều đâu anh em đó, anh em thấy chất hơi lung tung nè tại vì không có chỗ chất á cho nên mấy anh chất hơi lung tung nè chất mà ngang dọc tùm lum á nhưng mà anh em an tâm nha không có trầy xước nha, tại vì mấy anh em ở nhà em á, là toàn là dân chuyên nghiệp không à? dân chuyên về pin không à? dân đi lắp năng lượng mà, cho nên là lắp rất ở uh, khi mà chất á, là người ta rất là hiểu để như thế nào để không nó bị trầy, để như thế nào nó không bị cấn, Đó, nói chung là mấy ảnh đã tính toán hết ráo rồi. À. thôi xin chào anh em nhé, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.